phát triển danh hành sơn môn năm đặc chất thú vị của nước Việt một bán chùa Vĩnh Nghiêm di sản ký ức thế giới của châu Á Thái Bình Dương. Các bạn nhìn nhá, đây là mộc bán này, đấy, rất đẹp. Đây là Long Sơn Thần Tộc. Đây. Chùa Vĩnh Nghiêm. Đẹp nhỉ, đây là ký tư liệu Đại Thừa Chi Quán Phật Ký, thánh địa của Phật môn, cái này di sản quý báu vô giá của nhân loại, không phải của Việt Nam nữa rồi. Đây là Yên Tử Sơn Trần Triều Thiền Tông Bất Hải. Đi tới Yên Tử mới đi được một lửa thôi, chưa đi hết. Sa Di Ni Giới Kinh, Thái Nguyên Tuyên Quang Bắc Giang Quảng Bình Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm. Sơ đồ chỉ dẫn bản chúc mộng bản. Hải Dương, xã Hữu Phương, đây chùa Vĩnh Nghiêm đây, chùa Mã Yên, chùa Bình Long, chùa Hồ Bắc, chùa Hóa, chùa Rào, chùa Hồ Bắc, chùa Đầm Trì, chùa Hồ Lao, chùa Đồng Hải, chùa Đồng Yên Tử, chùa Hạ Yên Tử, Tây Yên Tử, Hội Phật Giáo Việt Nam. Phật giáo là quốc giáo, không có cửa, quốc bảo, đạo thánh của quốc tộc. Người cùng hành chính tiệc, tháng tiệc cộng đồng Win Team 16 tháng 6 âm lịch. Nếu đón nhận hiển thị ký ước châu Á Thái Bình Dương mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Đi để quốc giao đặc biệt. Mộc bản Vĩnh Nghiêm di sản văn hóa nhân loại, yêu tàu để đi học. Tượng Phật Kim Thanh Lộc Sơn. Kinh Tín Lục Đạo Tâm vào Đạo Pháp. Mười hai Thánh Long Sơn Thần Yên Tổ. Bán mang về luôn. Tổng trưởng chính, tổng viên tổng môn, quá linh thiêng. À, in này là in trực tiếp. Tổng viên tổng pháp. Cái này in trên giấy gió đúng không chị nhỉ? Giấy này là giấy gió đúng không? Đúng rồi. Giấy này là giấy gió, giấy này dễ in đấy. Đây em bảo chị nào.
Tây Yên Tử. Đầu năm là các chùa kinh A Di Đà với cả kinh Điện Tạng. Cái này kinh này mua có mất tiền không chị ơi? Kinh để tặng cho những quý Phật tử đang trì tụng kinh. Còn đây là giới thiệu thì tặng cho các Phật tử tới chùa, giới thiệu về chùa Vĩnh Nghiêm. A Di Đà Phật xin tặng cô ạ. Vâng. Cái này các cô về gieo duyên đọc cho các cháu nghe nhé. Các cháu nghe nó công ơn của cha mẹ. Đấy, cái kinh này là đọc cho các cháu nghe là tốt nhất. Đúng rồi, tốt, rất là tốt đấy ạ. Một là kinh này, hai là kinh Địa Tạng. Đây kinh Địa Tạng đây. Hai cái này là cực kỳ quan trọng. Đây là giảng giải về kinh Địa Tạng. Nghĩa của kinh. À đây là nghĩa của kinh. Kinh Địa Tạng hay là Phật Pháp Bảo Môn. Phật Bảo Tôn Nguyên của Phật Pháp. À? Nhà em đầy, nhà em quá đủ rồi. Nhà em có hồ hệ thống bản sơ đồ chiến thuật của TikTok, có một của hành tinh. Đồng chùa Vĩnh Nghiêm. Tây Yên Tử. Tây Yên Tử là một ngánh của Yên Tử. Nó là cái lời chính thánh tổng môn. Bệ tình hội đồng viên tim. Bắc Giang. Sơn nè. Đẹp thế nhỉ. Chùa này rộng thế nhỉ. Y như chùa ấy, Côn Sơn nhỉ. Cái này cũng sợ không rộng bằng Côn Sơn. Chắc có Côn Sơn. Bé hơn Côn Sơn nhiều. Chùa này toang hơn chùa Côn Sơn. Chùa Côn Sơn nó rộng bạt ngàn bát ngát. Đi hết mãi không hết chùa Côn Sơn. Con quan tí đi vào. Đẹp quá. Chư Phật Hiền Thánh Tăng. Tây Yên Tử. Yên Tử là danh sơn đất Phật đầu tiếng nhất Việt Nam. Tâm thiện hóa. Dạ, vườn tháp, đi vào vườn tháp chơi. Cái gì đây? Đệ cử hội, đệ thập viện. Hội. Tôi cứ lối vào chùa Vĩnh Nghiêm di sản của cha ông. Ủa ôi đông nhỉ, hàng ngàn hàng vạn Phật tử. Nguyễn Thị Tuyết, Bạch Hổ, Nguyễn Minh Ánh, Thái Tuế, Nguyễn Hồng Ngọc, Thủ Thường, Nguyễn Minh Quân, Ngọc Tinh, Địa Chỉ Tạng, Các Tiến, Tha Lan, Sư Lâm, Hạng Nam, Bắc Nam, Nguyễn Văn Quyết, Kế Đô, Hà Đình Hường, Thái Tuế, Nguyễn Văn Hòa, Thái Lực, Nguyễn Ngọc Vân, Thái Âm Tốt,
địa chỉ tại Nam Tiến 2, Sơn Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang. Tín chủ Phạm Minh Hải, Hỏa Tinh, Nguyễn Thị Hải Yến, Điếu Khách, Phạm Văn Nam, Mộc Tinh, Phạm Thị Vân, Thái Tuế. Địa chỉ tại Nam Tiến 2, Sơn Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang. Tín chủ Nguyễn Đăng Cường, Hỏa Tinh, Nguyễn Hà Thị Tạo, Hoa Phù, Nguyễn Đăng Khánh, Mộc Tinh. Đẹp thế. Đang thổ địa. Đang thập địa Minh Vương. Phật Bát La Hán. Di sản. Tầng ngàn năm. Rất linh thiêng các bạn nha. Kiều xá lợn các bạn.